trong ngày hôm nay 14 tháng 10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Nam có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 14 giờ ngày 14 tháng 10 có nơi trên 100mm, như Cương Gián, Hà Tĩnh 124mm, Bạch Mã, Thừa Thiên Huế 186mm, Hòa Sơn, Đà Nẵng 148,2mm, Đại Hiệp, Quảng Nam 156,2mm. Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ chiều tối 14 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định có mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến từ 150 đến 250mm, có nơi trên 400mm. Riêng khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam từ 300 đến 500mm, có nơi trên 800mm. Đánh giá của cái mưa lớn miền Trung này quả thực là nó đang rất là nguy hiểm, và nó thể hiện bằng cấp độ rủi ro Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn đang đưa ra ở cái khu vực Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam ở cái mức cấp 4, cấp độ rủi ro mà cấp cao nhất của cái mức độ cảnh báo đối với mưa lớn. Trước tình trạng mưa lớn kéo dài, các chuyên gia khí tượng đã đưa ra những đánh giá và so sánh với các hình thế gây mưa lớn ở miền Trung trong giai đoạn mưa kỷ lục năm 1999. Về chúng tôi cũng đã đánh giá so sánh với những cái hình thế mà gây ra cái mưa lớn ở khu vực Trung Bộ trong cái giai đoạn mưa kỷ lục năm 1999 ấy, thì về cơ bản cái hình thế nó tương tự so với cái giai đoạn này, nhưng mà cái cường độ của cái hình thế gây ra cái mưa lớn kỷ lục ở khu vực Trung Bộ trong cái đoạn từ mùng 1 đến mùng 6 của tháng 11 năm 1999 ấy, thì là nó mạnh hơn. Nên là như vậy là cái đánh có khả năng cao là cái đợt mưa đã tiếp tục diễn ra ở khu vực Trung Bộ ấy, thì nó cường độ nó không khốc liệt, không gay gắt bằng cái giai đoạn năm 1999. Dự báo giai đoạn từ đêm 16 đến 17 tháng 10, mưa có xu hướng mở rộng lên phía Bắc. Khu vực từ Nam Nghệ An đến Bình Định có mưa lớn từ 100 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Sau ngày 17 tháng 10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp. Người dân cần chủ động đề phòng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các diện tích lúa, hoa màu, tại các khu vực vùng trũng thấp, đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.